Hỏi, đệ tử muốn cúng dường một tượng Phật lớn vào Đại Hùng Bảo Điện có được không? Hòa thượng, được chớ, nhưng phải mau lên đi, nếu không thì chẳng còn nữa đó. Vị đệ tử không biết tại sao mình phải gấp như vậy, bởi Đại Hùng Bảo Điện còn chưa cất xong mà. Chẳng lẽ mình bị người khác giành cúng trước hay sao? Chắc không phải vậy đâu. Hay là mình cứ mang số tiền đó đi đầu tư lấy lời, qua 2 năm sau sẽ kiếm được một mớ tiền, rồi sẽ cúng luôn 2 tượng Phật lớn, như vậy không phải là tốt hơn sao? Nhưng rốt cuộc, tiền đầu tư không đầy 1 năm thì vốn luyến đều tiêu hết vì bị bạn bè hùng vốn chung lừa gạt. Lúc đó ông ta mới hốt nhiên đại ngộ, hóa ra hòa thượng đã nói là chẳng còn nữa, tức ám chỉ rằng ông ta sẽ không còn tiền nữa đấy. Có một đệ tử kể cho hòa thượng nghe về chức vụ việc làm hiện thời của anh ta. Hòa thượng, con không nên đem quyền thế ra để ép bức người, mà phải lấy thân mình ra làm gương để cảm hóa người ta. Hòa thượng hỏi, má vợ của con có chuyện rồi phải không? Đệ tử, bà ấy muốn đi mua một đôi giày vừa chân, nhưng con chưa có thì giờ để đưa bà ta đi. Hòa thượng, tại sao không mau mau đưa bà đi mua đi? Đệ tử, tại vì ở chùa có nhiều việc nên con bận rộn lắm. Hòa thượng, con không được như vậy, con phải lo việc cho bà má vợ trước hơn hết, rồi sau mới giúp cho chuyện ở chùa, con không được làm cho bà ta phiền não. Lần đầu đệ tử đến thăm viếng Vạn Phật Thành và tiếp nhận một cú điện thoại của sư phụ ngay nơi văn phòng. Sư phụ bắt đầu bằng câu nói, nội bộ ở Vạn Phật Thành chúng tôi đều là tiểu nhân cả. Nghe vậy, đệ tử cứng miệng, không nói được lời nào. 10 năm sau, đệ tử mới hiểu ra là lúc đó vì mình còn trẻ nên khí huyết cường thịnh, ngã mạn đắc ý không thể tưởng, cho nên hòa thượng mới nói chúng tôi đều là tiểu nhân, nhằm để chỉ rõ cái ngã chấp của đệ tử.